Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Mình là Tuấn từ website nghecongso.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhân vật hoạt hình cử động như video này nhé. Tiết tiếng Việt hôm nay, chúng ta sẽ học một từ mới trong tiếng Việt, đó là từ sáng. Từ này có nghĩa rất đơn giản. Sáng là danh từ, có nghĩa là buổi sáng, chỉ thời điểm sau bình minh và trước buổi trưa. Ví dụ, sáng nay mình ăn gì nhỉ? Hay, tập thể dục buổi sáng giúp chúng ta khỏe hơn. Nhưng sáng cũng có thể là một động từ, có nghĩa là phát ra ánh sáng hoặc trở nên rõ ràng. Ví dụ, bóng đèn đó sáng quá, hay chúng ta cần làm sáng tỏ chuyện này. Sáng còn có thể là một tính từ, có nghĩa mô tả cái gì đó có ánh sáng, rõ ràng hoặc tốt đẹp. Ví dụ, đây là các cách phối màu sáng và tối trong thiết kế. Hay ví dụ khác, cậu bé đó nhìn sáng quá. Câu này có nghĩa là cậu bé đó nhìn thông minh quá. Dễ hiểu chứ hả? Làm vài ví dụ là các em dễ hiểu ngay. Bây giờ các em hãy vận dụng các kiến thức đã học nãy giờ để phân tích nghĩa các từ sáng trong câu sau nhé. Sáng sáng, sau khi mặt trời sáng, tôi mở cửa sổ để đón ánh sáng sáng rực rỡ, chiếu vào căn phòng sáng sủa của mình, rồi bắt đầu công việc sáng tạo. Hy vọng sẽ có ý tưởng sáng giá từ quyển sách sáng chói trên bàn. Đơn giản quá phải không các em? Làm bài tập đi em. Công cụ chúng ta sử dụng hôm nay có tên là Adobe Express, giúp nhân vật hoạt hình cử động theo đoạn âm thanh. Đầu tiên, bạn vào website của công cụ như ở đây, mình cũng có để link dưới phần mô tả của video. Bạn chọn kích cỡ của video, ở đây mình chọn định dạng 16:9, sau đó chọn background. Bạn có thể chọn background có sẵn như ở đây, hoặc dùng nền xanh, hoặc tải hình nền của bạn lên. Ở mục nhân vật, chúng ta sẽ sử dụng các nhân vật có sẵn. Bạn lưu ý là chúng ta chưa sử dụng được nhân vật của mình tải lên nhé. Ví dụ mình chọn nhân vật này. Ở phần âm thanh, bạn có thể ghi âm trực tiếp ở mục Record hoặc tải đoạn âm thanh có sẵn của bạn lên. Mình dùng TTS OpenAI để tạo lời thoại cho nhân vật, sau đó tải âm thanh về và upload lên Adobe Express. Bây giờ thì chờ kết quả thôi. Thời gian chờ cũng khá lâu, bạn có thể đi pha một ly cà phê để thưởng thức. Ok, video đã xong, mình tải về thôi. Sau đó bạn sử dụng video này hoặc có thể chỉnh sửa tiếp để được kết quả cuối cùng hoàn chỉnh nhé. Ok, đó là hướng dẫn nhanh về Adobe Express. Công cụ AI giúp bạn tạo các đoạn video độc đáo với các nhân vật hoạt hình. Bạn có thể áp dụng vào việc giảng dạy cho các bé trực quan hơn. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp ích các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình, theo dõi Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website nghecongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Bye bye!